Hà Yến mến chào tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình ẩm thực hình chữ S. Quý vị thân mến, những món ăn của Việt Nam chúng ta ngoài những phương pháp chế biến truyền thống ra thì bên cạnh đó với một vài những cách biến tấu với những nguyên liệu vô cùng đặc biệt, Hà Yến nghĩ rằng là sẽ mang đến những cái dư vị rất là độc đáo cho từng món ăn. Và ngày hôm nay thì Hà Yến xin phép được giới thiệu đến quý vị một cái món ăn mà Hà Yến nghĩ rằng là chỉ nói đến tên của món ăn thôi thì quý vị sẽ cảm thấy vô cùng tò mò về nó rồi. Và nó cũng là một trong những món ăn mà Hà Yến vô cùng yêu mến. Hà Yến xin mời quý vị hãy cùng theo Hà Yến nhé. Chào Yến. Em chào anh Vương. Và ngày hôm nay em rất là vui khi được đồng hành cùng với cả anh Vương. Và đặc biệt hơn là chính là mong rằng là anh Vương sẽ chỉ dạy cho Hải Yến thêm thật nhiều những cái bí kíp để chế biến những món ăn thật là ngon. Yến thường thì thích ăn món gì hả? Em rất là thích ăn gà. Gà thì mình có rất là nhiều món. Như thí dụ như là gà kho gần nè, gà hấp xả nè, hay là gà chiên giòn. Thật ra thì tất cả những cái món gà mà anh Vương vừa mới liệt kê ấy thì Hải Yến ăn rất là nhiều rồi. Và anh biết đấy, thường là cái món mà mình yêu thích là mình sẽ ăn đi ăn lại, nhưng mà với những cái phương pháp chế biến đó thì Hải Yến thấy rằng là nó cũng sẽ làm cho mình bị chán. Có nghĩa là Yến muốn ăn cái món gà nó lạ đúng không? Vâng. Món này cũng hay lắm nè. Gà thì mình có thể kho với nước coca, Yến có ăn qua chưa? Gà kho coca ấy ạ? Ôi, nghe cái tên thôi là em đã thấy rất là lạ rồi. Có lẽ là chắc là phải nhờ anh Vương hướng dẫn em. Rồi vậy thì thôi mình chọn món đó đi ha. Vâng, vậy thì mình gọi anh nhé. Mày. Dạ, cảm ơn anh. Rồi đây, những cái nguyên liệu để mà làm món gà nấu coca đã có sẵn rồi. Dạ. Rồi bây giờ anh nhắc sơ về cái phần nguyên liệu cho chị Yến nắm ha. Dạ. Đầu tiên mình có gà nè, gà mình cũng cắt khúc ha. Mình có thể sử dụng luôn cái mề hoặc là trứng luôn cũng được cho nó tạo cái cảm giác là nhiều thực phẩm ăn ha. Dạ. Ngoài ra thì rau củ thì mình có cà rốt nè, khoai, hành tây với lại hành ba rô. Dạ. Thì Yến thấy á, bốn loại này thì mình đều là cắt viên to hết. Cái nhiều chút mình kho đó thì nó thành ra từng khoanh. Dạ, vâng. Thì ăn nó sẽ ngon hơn, với lại nó không có bị mất chất. Dạ. Rồi, ngoài ra thì mình có những cái gia vị ăn kèm nè. Muối tiêu ha. Dạ. Tỏi, tỏi bầm, gừng bầm, bột ngọt. Dạ. Hạt nêm. Dạ. Rồi mình có rượu trắng ha. Rồi ở đây mình có nước tương nè, đường với muối. Và đặc biệt không thể thiếu là mình sẽ có cái nước coca. Dạ. Coca đây thì định lượng của nó là 500g. Thành phần của mình thì rất là dễ tìm. Mình ra ngoài chợ mình mua thì những cái này là có sẵn hết. Bây giờ mình tới cái phần mình chế biến. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng tới gà trước. Vâng. Mình phải xào gà cho nó săn thịt lại, sau đó mình tới rau rồi mới kho ha. Gà thì lúc mà mình trước khi mình bỏ vô mình chiên á thì mình cho dầu để tỏi phi tỏi trước. Rồi sau đó mình sẽ cho gà vô cho nó thơm đều ha. Món này cũng dễ thôi, không có khó đâu. Mình nghĩ là Yến sẽ chắc chắn sẽ làm được công thức này. Nếu mà làm được món này thì chắc chắn là trong cái đơn hàng ngày của em là sẽ có thêm một cái món mới. Bởi vì là chia sẻ với các anh Vương với chị là em sử dụng món gà rất là nhiều cho cái việc là giảm cân. Okay. Nên là ngày hôm nay chắc là trong cái thực đơn của em sẽ có thêm một cái món gà rất là đặc biệt. Rồi bây giờ mình cho một ít dầu vào ha, cái lại tỏi vào trước, mình phi cho nó thơm trước. Mình cho khoảng chừng một muỗng tỏi thôi. Dạ vâng. Rồi. Sau khi mình để nó nóng rồi mình sẽ cho cái gà vào. Anh ơi, ở đây em thấy có rất là nhiều thịt gà, nhưng mà thực sự em đang rất là tò mò là không biết khi mà mình ra chợ ấy, mình sẽ lựa chọn những cái phần nào để mà mình có thể chế biến ngon nhất nhỉ anh nhỉ? Với các món này thì thịt gà mình có thể chọn tùy theo cái sở thích. Ở đây thì anh làm nửa con, có nghĩa là vừa có đùi gà, vừa có cánh, vừa có cỏ, là vừa có xương. Có mè với trứng nữa. Thì cái này mình ăn chọn đủ loại. Nếu mà mình thật sự mình thích ăn cánh không, hay là ăn đùi không, hay là ăn thịt ớt không, thì mình có thể chọn những cái loại đó. Vậy cái cách chọn gà thì mình đơn giản là tìm cái loại gà nào nó còn tươi, đừng có để nó đông thì không có tốt. Có thể mình sử dụng gà ta cũng được, thịt nó sẽ chắc hơn. Bây giờ mình cho gà vô ha. Trước cho nó chín vừa ở bên ngoài ha, nó săn thịt lại. Rồi sau đó mình sẽ cho rau củ vô. Nhưng mà lúc mà mình đảo gà như này mình có cho bột nêm hay là cái gì vào không anh? Chưa đâu, để một chút nữa mình có thêm cái khoai rồi rau củ này kia vô mình mới nêm một lần. Vô biết không, em là rất thích ăn thịt gà, nhưng mà khi mà mình ăn cái thịt kiểu cái khu vực mà ướp con gà ấy, cái chỗ đó em biết là tốt nhất, nhưng mà nhiều khi nó bị nhạt quá. Mình ăn mình sẽ cảm thấy chán, thì không biết là mình chế biến cái món gà kho coca này thì
Nó có làm cho cái ức nó khô không vậy anh nhỉ? À không đâu, tại vì trong cái món kho của mình là có nước thì nó không có khô. Sau khi mình cho cái gà này xăng rồi mình bắt đầu mình cho rau củ vô. Cái hành ba rô với lại cái hành tây thì mình cho sau ha. Rồi bây giờ mình nêm nếm sơ thôi. Mình cho một ít muối tiêu với lại chút xíu hạt nêm trước ha. Mặc dù em biết anh Vương là một cái đầu bếp rất là nổi tiếng, nhưng mà em vẫn đang rất là tò mò là không biết là anh Vương học cái bí kíp nấu cái món gà kho coca này ở đâu. Bởi vì là theo cái quan niệm của bản thân em là một cái thực khách, thì em sẽ nghĩ rằng là coca sẽ không bao giờ dùng để nấu cả. Đúng rồi. Hả? Ờ, thật sự thì món ăn này á, ở bên ngoài thì không có bán nhiều đâu. Thì đa số món này là nhờ một người gì của anh ở nước ngoài về. Họ ở bên đó họ đã nấu qua món này rồi, họ ăn thử rồi cảm thấy rất là ngon. Thì em cảm thấy nó rất là lạ, với lại là cái vị của nó rất là thơm. Nó có thay đổi quá nhiều từ cái khẩu vị ở bên nước ngoài và về Việt Nam mình không anh? À cũng không đâu, tại vì người nhà của anh cũng là người Việt mà. Dạ. Thì cái khẩu vị cũng giống người Việt thôi, không có khác gì mấy ha. Cho tiếp hành ba rô với lại hành tây vào. Hành tây em cũng thấy anh sắt lát khá là lớn. Kho xong thì nó sẽ sắt lại, nó nhỏ lại ha. Rồi ớt thì mình cho sau nha. Rồi sau khi mình đã cho đủ các nguyên liệu này vào, bắt đầu mình sẽ cho một ít nước vô trước. Mình nấu cho nó mềm chút xíu rồi bắt đầu mình mới cho coca vô ha. Cho khoảng chừng 100ml trước. 100ml ha. Hiện tại bây giờ cái chỗ thịt gà khi đấy anh Vương mua là khoảng bao nhiêu gram nhỉ anh nhỉ? À chỗ đó là nửa con đó, nửa con thì nó khoảng chừng 1kg. 1kg thì mình có thể nấu cho nhà mình là 4 người ăn là vừa. 4 người ăn. Hoặc là 6 người cũng được. À, quý vị nhớ chứ ạ, 1kg thì sẽ cho 4 đến 6 người ăn. Và khi mà chúng ta đã xào gà sơ sơ qua để cho xe bên ngoài rồi thì chúng ta sẽ cho khoảng 100ml nước đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Rồi mình để cho nó hơi mềm chút xíu là bắt đầu mình sẽ kho nó ha. Dạ vâng. Cái món này thật sự nó không khó. Coca khi mà mình uống bình thường mình biết là có cái độ ngọt và cái ga như thế, nhưng mà khi mà mình nấu và chế biến lên anh thì nó có bị mất mùi hoặc là nó có bị bay hơi đi cái chắc chắn không? Chắc chắn là nó sẽ bay hơi nhưng mà không bay hết đâu. Nó sẽ còn lại một ít cái hương vị của cái coca, nó sẽ thấm vào trong cái gà. Cái vị ngọt chính là từ coca chứ không phải từ đường. Rồi sau đó mình sẽ ăn kèm với lại những cái vị ngọt của rau củ. Nó rất là ngon. Nếu mà mình có thể thay đổi coca bằng một cái loại nước coca khác không anh? À mình có thể thay Pepsi được. À tức là có cái chất tương đồng với coca là được đúng không anh? Đúng rồi. Yeah. À mình không cho bảy úp hay là những cái loại nước khác vì cái màu nó sẽ khác. Tại vì với cái màu nước coca nó màu nâu đen. Và thường người ta nói là chúng ta luôn bị bắt mắt bởi màu sắc của những món ăn đúng không anh? Em thì là rất là mê nấu nướng, rất là mê các cái món ăn. Và cũng là một cái người may mắn đó chính là em được đi được rất là nhiều nơi, được thưởng thức rất là nhiều món ăn. Nhưng mà vẫn phải thú thực với anh Vương và quý vị khán giả đó chính là đây là lần đầu tiên Hải Yến được trải nghiệm cái cách nấu món gà kho với coca. Và Yến hy vọng rằng là sau chương trình ngày hôm nay với một cái buổi trải nghiệm tuyệt vời như thế này thì em sẽ có một cái món ăn về cho gia đình. Bây giờ mình cho tiếp cái phần coca. Vì là món gà này ăn với những loại rau củ cứng thì mình phải cần nhiều nước. Ngoài ra thì mình có thể có thêm cho thêm một ít nước tương này. Nước tương ha. Nước tương mình cho khoảng 50ml. Hạt nêm thì mình cho khoảng chừng nửa muỗng cà phê. Nửa muỗng cà phê. Đúng rồi. Rồi, từ đầu là mình đã cho cái muối rồi. Rồi, thì mình không cần rồi. Cho muối ha. Cho bột ngọt rồi đúng rồi. Bây giờ mình cho một ít gừng vô. Để cho cái hương vị của cái coca nó thấm vào. Nó sẽ rất là thơm. Trong những cái món ăn truyền thống của Việt Nam nó có những cái nguyên tắc rất là lạ đó, chứ là gì là cứ gà là em thấy là phải có một chút xíu gừng. Đúng rồi. Công dụng chính của gừng trong cái món gà là như nào nhỉ? Đầu tiên thì nó sẽ làm cho gà nó mềm hơn. Thứ hai là trong cái xương gà đó, một số loại gà, cái gà bên trong nó bị chảy cái máu ra. Đó thì mình phải nấu và cho miếng gừng vô để nó khử được cái mùi tanh của gà luôn. Rồi bây giờ mình cho thêm khoảng chừng 25ml rượu ha. Cái này là rượu trắng nè. Cái hương vị của cái món này rất là thơm. Nó từ hương vị từ rượu nếp nè, từ coca nó hòa quyện với nhau. Với lại cái gừng với gà nó thấm vào nhau thì nó sẽ tạo được một cái mùi rất là đặc biệt. Chút nữa Yến thử thì Yến sẽ cảm nhận được ha. Em mới có nghe anh nói thôi và nhìn nồi gà của anh là em có một tí gì đấy coi như là hơi mong muốn, bởi vì thực sự với cả anh Vương là Hải Yến cực kỳ thích ăn gà. Đúng rồi. Gà là một trong những cái món mà em xếp vào đầu bảng. Và quý vị khán giả, nếu như ai đó đã theo dõi Hải Yến từ trước đây, cách đây khoảng 8, 9, 10 năm thì mọi người biết là cái thân hình của Hải Yến nó khá là đồ sộ. Và Yến cũng chia sẻ rằng là gà cũng là một trong những món ăn giúp cho Hải Yến lấy lại một cái vóc dáng như bây giờ. Anh Vương biết không, trước đây là em 68kg, còn bây giờ là 49kg. Nhờ luyện tập và sử dụng thịt gà rất là nhiều, đặc biệt là khu vực ức gà. Rồi, cái nước này á mình nấu khoảng chừng 20 đến 30 phút để nó sệt giống như vậy là vừa. Dạ, vâng.
Rồi bây giờ Yến lấy giùm anh. Em đã bắt đầu ngửi cái mùi rất là thơm của thịt gà rồi. Để đi. Mình có thể để trên những cái thố, hoặc là nếu mà nhà mình không có thố thì mình sử dụng cái đĩa nó sâu chút xíu thì nó có nước mà mình có thể ăn kèm với cơm hoặc là bánh mì cũng được. Rồi bây giờ mình múc ra ha. Vâng. Anh Vương, em thấy như là anh để nguyên cả trái ớt ở trong trong nồi luôn đúng không anh? Đúng rồi. Nếu mà mình thích ăn cay thì mình bẻ nó ra. Dạ vâng. Nếu không thì mình cứ để cho nó thơm thôi. Dạ, cái mùi ớt nó ra rất là thơm. Như vậy là món ăn của mình đã hoàn thành rồi đúng không anh Vương? Đúng rồi. Bây giờ mời Yến vào bàn để mình thưởng thức ha. Dạ vâng ạ. Mày. Dạ vâng, em cảm ơn anh Vương. Anh ơi, món này mình có thể sử dụng với cơm trắng không anh? Đúng rồi em. Mình ăn cơm trắng là hợp nhất. Dạ. Nếu mà mình không ăn cơm trắng mình có thể thay đổi bằng bánh mì cũng được. Có lẽ là em sẽ gắp để mời cho anh Vương trước. Cảm ơn em. Mời Vương dùng. Mặc dù em nghĩ là anh đã được thưởng thức món này chắc một vài lần rồi đúng không ạ? Có lẽ là em sẽ nhận xét về cái món củ mà hàng ngày chúng ta hay nấu với rất là nhiều những loại thực phẩm khác như là thịt heo, bò, nhưng mà ngày hôm nay cái vị của cái củ cà rốt này khi mà nấu với thịt gà em thấy nó không bị mất đi cái vị ngọt của cà rốt, vẫn còn giữ nguyên mùi đặc trưng của cà rốt, nhưng mà bên cạnh đó thì có một cái mùi rất là thơm, em nghĩ đó là củ cải. Đúng rồi đó, củ cải. Rồi em sẽ thử miếng thịt gà nha. Em thấy sao? Em không nghĩ trong vòng 20 phút mà gà có thể mềm như này đâu ạ. Bởi vì bình thường em nhớ là khi mà em kho hoặc là ninh gà ở nhà chắc là phải mất khoảng 30 tới 40 phút á, thì thịt gà mới được mềm như thế này. Và bên cạnh đó thì em thấy là không mất đi cái mùi đặc trưng của thịt gà mà nó rất là thơm và ngọt. Rồi thịt gà vừa đủ độ mềm, vẫn có hương vị gừng, và đặc biệt là em thấy nó có một cái mùi thơm mà em chắc chắn là không phải coca đấy, nhưng mà bây giờ nó không còn đậm đà đúng cái vị coca như khi mình uống nữa, mà nó cũng không có bị sập cái ga lên á, rất là ngon. Cái tác dụng cho cái coca vô trong món ăn này á, là nó làm cho cái da gà nó giòn. Với lại cái nó giữ được cái nguyên cái bản chất cái trong cái thịt ngọt của miếng gà. Dạ vâng. Đó, nó hút cho những cái loại như là những cái gia vị nè, nó sẽ thấm vào dễ hơn. Dạ. Bây giờ mình không có cần phải ướp trước. Có lẽ là em sẽ cho vào trong cái bếp đơn của gia đình mẹ em cái món này thì là tiếp đãi mẹ chồng. Bởi vì các cụ già thì thường là rất là sợ ăn gà và nó dai, mà ngày hôm nay thì nghĩ là món này thì mẹ em chắc là sẽ rất là thích. Cảm ơn anh Vương rất là nhiều. Quý vị thân mến, vậy là ngày hôm nay thì quý vị và Hải Yến cùng chương trình ẩm thực hiền chị S đã cùng trải nghiệm với món gà kho coca. Cứ thường nghĩ rằng là coca chỉ dành để uống thôi mà không ăn được, thì sau chương trình ngày hôm nay bản thân Hải Yến cũng như là quý vị chắc chắn là sẽ có một cái suy nghĩ khác rồi. Và nếu như quý vị muốn cái tủ coi như là kiến thức về thức ăn cũng như là kiến thức về chế biến các món ăn của quý vị càng ngày càng dày lên theo thời gian thì đừng ngần ngại gửi thư về chương trình của chúng tôi quý vị nhé. Và Hải Yến cùng những người thực hiện chương trình ẩm thực hiền chị S xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.